Đây là những món đồ chơi dành cho những người bị táo bón. Ôi, hôm nay ở Sài Gòn là một ngày vô cùng nóng giống như mọi ngày. Vì thế chị Cà Chua quyết định sẽ đi mua chai sữa ở ốc sen Sài Gòn. Ủa, mà nói tới đây á, chắc hẳn các em đang rất là hoang mang. Tại sao ốc sen Sài Gòn lại bán trà sữa đúng không? Và ta-da, đây chị sẽ cho chúng ta xem nè. Đây là một ly trà sữa ốc sen siêu to khổng lồ. Đây nha, bên dưới là một ly trà sữa không có chân châu. Mà chân châu ở đây chính là một em ốc sen full top. Dễ thương chưa? Chị Hà Chưa sẽ mua cái này, cho nên là chị sẽ mở ra xem luôn ha. 1, 2, 3, dễ thương quá các em ơi. Bên trên sẽ là một em ốc sen. Đó, màu hồng phấn rất là đẹp luôn. Đây là cái mặt của em ấy nè. Các em có nhớ không, cách đây khoảng gần 1 năm chị đã mua em ốc sen cảm xúc. Thì bây giờ đã có một em ốc sen mới, ốc sen thế hệ mới, là ốc sen trà sữa. Và bên dưới này sẽ là topping là những em chân châu đen nè. À các em thích ăn chân châu đen hơn hay là chân châu trắng hơn? Riêng chị Cà Chua thì nếu mà uống trà sữa không có chân châu đen là chị sẽ không ăn. Chưa hết đâu, ở bên trong này còn hai món cũng rất là dễ thương luôn. Đây nè, đây là một em cạc này là bằng nhựa cứng nha, rất là dễ thương. Còn đây chính là giấy nhận nuôi, chứng nhận. Ví dụ như đây là chị Cà Chua, ủa lộn, đây là ốc sen trà sữa đi, đã được nhận nuôi bởi chị Cà Chua tại ốc sen shop vào ngày tháng 5, ký tên. Wow, dễ thương quá. Đây là lần đầu tiên mà khi mà mình mua cái một em gấu bông mà mình có giấy nhận nuôi. Rất là sáng tạo luôn đúng không nè. Ủa mà quên, nãy giờ giới thiệu em ốc sen trà sữa này cũng quên nói lý do của video ngày hôm nay luôn. Video ngày hôm nay kiểu chúng sẽ làm thử thách thích gì mua đó lần hai. Cách đây 4 tháng thì chị Cà Chua đã có video đó và em rất là thích. Tức là chị Cà Chua đã để dành rất là nhiều tháng rồi, đã có một số tiền hàng tháng. Bây giờ chị sẽ đến ốc sen để mua những món mà mình thích mà không cần nhìn giá. Đó, gọi là thích gì mua đó đó nha em. Đầu tiên sẽ là em ốc sen trà sữa này nha. Rồi, kế đến phía bên khu vực này thì chị thấy khá là nhiều đồ mới nè. Ví dụ như là set làm nến thơm. Chị thích cái set làm nến thơm này lâu lắm rồi á, mà chị chưa có mua, bây giờ chị sẽ mua luôn. Wow, ở đây còn có slime nữa này các em, rất là dễ thương luôn. Slime này có tên là trà đào sủi bọt. Đây là slime basic nha các em. Wow, có hai màu, màu vàng và màu hồng. Khi mà chúng ta hòa trộn lại nó sẽ ra một cái màu đào rất là đẹp. Và có trang quả đào luôn này các em. Dễ thương chưa? Chị nghĩ á, cái slime này sẽ có mùi quả đào đó. Mùi cái nha. Ngoài ra, ở bên này chúng ta còn có bộ kit làm slime basic. Nếu như bạn nào mà vẫn thích chơi slime thì chúng ta có thể mua cái bộ kit này về để tự làm. Sẽ ra được mấy hũ slime lận đó. Ôi là trời, lần trước đi á, chị đã cho chúng ta xem khu dụng cụ học tập nè, khu sticker nè, khu gấu bông nè, khu puppet các thứ. Nhưng mà hôm nay chị mới phát hiện ra một chỗ mới. Ta-da, rất là nhiều đồ chơi luôn. Nhìn rất là lạ luôn. Vì thế hôm nay chị lại quyết định làm thêm một thử thách. À không, ý là làm cùng làm thử thách đó, nhưng mà là mua đồ chơi nha. Lần trước chị đã mua rất là nhiều dụng cụ học tập, chủ đề back to school, sticker và những cái linh tinh khác. Nhưng hôm nay chị chỉ mua đồ chơi thôi. Trời ơi, lúc cầm cái hộp đồ chơi này chị hoang mang quá các em ơi. Sau khi một hồi nghiên cứu thì chị đã hiểu ra rồi. Đây chính là một bộ Lego để ghép hình một ly trà sữa chân châu. Trời, xếp cái này xong á chắc xỉu luôn quá. Chị thấy có vẻ khá là phức tạp đó. Chị Cà Chua thì không có rành xếp Lego lắm. Nếu mà chị xếp cái này chắc chị mất mấy ngày luôn á. Wow, ở đây chị thấy là có bài ma sói này các em. Có mấy loại lận đó. Chị nghe nói chơi cái này vui lắm luôn á. Các em nào biết chơi không? Chị Cà Chua thì chưa biết chơi. Hình như mấy cái này á là làm khảo cổ học á. Ý là đục để tìm kho báu hay là tìm xương của gì khủng long hay sao á. Wow, hình như là còn có cả bộ làm thú cưng nè, chế tạo không gian vũ trụ nè. What? Rồi làm công chúa cái thứ nữa. Còn bộ đồ chơi này, thay vì đua xe thì chúng ta chơi đua cục chiếc. Và
bây giờ chị Cà Chua muốn cho chúng ta xem những món đồ chơi vô cùng đặc biệt. Và chị cũng không biết nó có thú vị hay không, nhưng mà chị nghĩ rằng đây là những món đồ chơi dành cho những người bị táo bón. Đây, ví dụ, ta-da. Đây, trò chơi câu cùng shit. Tức là chắc là cái bạn này á, lúc mà đi toilet á, ngồi lâu quá không biết làm gì, thì là đây là trò chơi câu cùng shit nha. Chưa hết đâu, chúng ta còn trò chơi ném bóng bàn. Ủa, ném bóng, ném bóng rổ. Đó, thấy chưa? Đây cũng là một anh cũng đang đi toilet và vừa ném bóng rổ. Đây nữa, đây là bóng đá. Đó, còn bên này sẽ là câu cá. Hồi nãy chị nói là hôm nay chị chỉ mua đồ chơi thôi, không mua những thứ khác đúng không? Nhưng mà khi đi ngang qua sticker, trời ơi, dễ thương quá, dễ thương quá à. Đây nữa nè. Wow, có rất là nhiều bộ mới luôn. Không lẽ chị không mua đúng không? Các em biết đây là Bob Beat hình con gì không? Chị hát cái này là chắc chắn là các em đoán ra nè. Mi pan du 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 nhầm nhầm nhầm. Nó rất là dễ thương luôn nè. Nó có nhiều màu nha. Màu hồng, màu tím, màu xanh. Xong rồi nói chung là nó ombre từ trên xuống dưới. À ngoài ra đây còn có Bob Beat khoai tây chiên. Bob Beat virus. Wow, virus 7 màu luôn. Chắc chắn là sẽ rất là nguy hiểm đúng không nè. Đây là Among Juliet. Ly trà sữa. Cái này thì chắc hẳn là rất là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không nào. À, cầu vồng nè, dễ thương chưa. Đây, gần đây một chú ốc sên. Ngoài Bob Beat nhỏ chúng ta còn có hai cái Bob Beat bao đùng nữa nè. Wow, đây là quả dâu. Đây chắc là quả táo. Mẹ phải lưu cái ti chứ. Wow, nhìn cái Bob Beat hình cho trong Noel với hai cái bánh cookie hai bên này. Làm chị nhớ Noel quá à. Biết bao giờ mới tới Noel đây ta. Wow, lúc ở trên lầu chúng ta đã có rất là nhiều đồ chơi rồi đúng không ạ? Nhưng mà xuống khu vực dưới này, các em xem nè, phía sau lưng chị Cà Chua toàn là Lego với rất là nhiều chủ đề. Để chị giới thiệu sơ qua cho chúng ta nha. Các em nhận ra đây là ai không? Đây chính là Conan đấy. Ủa mà đúng không, Conan không ta? Đây có cái nơ nè, áo màu xanh nè, cặp mắt kính nè. Đích thị là Conan rồi đúng không? Còn đây sẽ là những em nhân vật hoạt hình cũng dễ thương không kém. Ở đây còn có vô diện đó ta, chị không nhớ nữa, nhưng mà nhìn rất là dễ thương luôn. Đây là các thể loại kiểu hình hoa màu sắc đủ hết luôn nè. Bạn nào mà đam mê thiên nhiên, hoa hòe các thứ, có thể mua cái này về để giết thời gian rất là hiệu quả luôn. Đây là một nhà bán bánh pizza, bên này sẽ là những dụng cụ nhạc nè. Đây là rạp chiếu phim, chị đoán là như vậy. Còn bên này sẽ là máy bán nước, có rất là nhiều thể loại ở đây. Mà bộ này rất là to luôn nha, nặng nữa. Còn đây sẽ là một cái gì? Trung tâm game. Và phía sau này chúng ta sẽ có một cái quần thể 1, 2, 3, 4, 4, 5 nhà lận đó em. Ở đây có nhà kẹo nè. Ý, thấy Nobita rồi, Nobita đang đeo trong chống tre nè. Phía bên này sẽ là bạn Cheyenne đang cầm mic để hát nè. Đây là bạn Seiko, chắc là đang chơi game đó. Ở đây còn rất rất là nhiều bộ Lego cũng dễ thương không kém nha. Nhưng mà hiện tại cái giỏ của chị Cà Chua đã đầy rồi. Với lại là chị nghĩ để làm Lego chắc chị sẽ làm một cái video riêng, tại vì nó có quá nhiều đi. Vậy chị cần phải sắp xếp thời gian để làm những bộ Lego này chứ đúng không? À, chị thấy là cái giỏ này nó đầy quá rồi. Không biết là sau chuyến này chị có bị nghèo đi nhiều không? Chị đã mua xong rồi nè. Hai bọc to luôn. Và đây là tổng thiệt hại của ngày hôm nay nha. Các em có nhìn rõ không? Các em có biết cái túi màu hồng này là gì không? Lúc mà chị tính tiền xong á là chị được tặng đó. Đây là một em giống như em hamburger vậy đó, hoặc là một bông hoa cũng được. Nói chung là chúng ta tưởng tượng đó là em gì cũng được, vì chúng ta có cái giấy nhận nuôi nữa nè. Rất là dễ thương luôn. Chị Cà Chua cũng rất là thích kiểu mà thú bông của chúng ta có thể tự đặt tên và mình là chủ nhân hoặc là mình là chị em với nó. Rất là dễ thương đúng không nè. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các em thích video này thì đừng quên bấm like cho chị nha, bấm đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè cùng xem cho vui nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các em trong những video sau.